Vâng, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Phú Yên Vlog. Hiện tại mình đang có mặt tại địa điểm là 86 Phan Đình Phùng, phường 1, thành phố Tuy Hòa. Ở đây thì có câu lạc bộ khởi nghiệp của Hội Phụ Nữ thành phố Tuy Hòa. Thì xin mời khán giả cùng theo chân mình vào phía bên trong giao lưu cùng với chị em ở đây, xem những cái sản phẩm gì nó có hữu ích đến tất cả mọi người hay không. Xin mời mọi người cùng theo dõi video nha. Đường phố Tuy Hòa rất là sầm uất nha cả nhà. Vâng, đây chính là cái câu lạc bộ phụ nữ khởi nghiệp của thành phố Tuy Hòa này. Ở đây có rất nhiều cái sản phẩm được bày bán ở đây. Và nhân tiện đến đây thì mình gặp có chị Hồng Đào, sở hữu tại câu lạc bộ đây là chị Đào. Rất vui khi được gặp chị Đào ạ. Chào em. Chị Đào ơi, câu lạc bộ này, khởi nghiệp này, phụ nữ mình gồm bao nhiêu người chị? Trong hội này là tới 17 người ạ. 17 người, đông hơn chị? Đông. Ngày hôm nay chị em chắc đi làm hết công minh chị làm việc ở đây hả? Đi làm hết rồi. Dạ. Ở đây em đi ngang qua em thấy sản phẩm cũng rất là nhiều ấy và đa dạng chị. Em vào em cũng muốn chia sẻ đến khán giả bên kênh Phú Yên Vlog thấy những sản phẩm gì ở đây. Có gì chỉ điểm đặc biệt nó khác với những sản phẩm ngoài thị trường hay không? Có. Chị có thể chia sẻ khán giả trên kênh ạ. Có cái trà Nghinh Phong, trà Thảo Mộc. Dạ, đâu chị có thể chia sẻ để khán giả cùng thấy ạ. Đây là trà, tên là trà Nghinh Phong, trà Thảo Mộc. Dạ. Trong này bao gồm là 13 vị, 13 thảo mộc và 13 vị thuốc này là dạng như là nó đặc thù của nó là uống tốt sức khỏe, nhấn mạnh chỗ là hỗ trợ tim và mất ngủ. Dạ. Thứ hai là nó trị phổi, có bổ sung phổi và viêm phế quản. Thứ ba là trong thành phần này là chống những cái người muốn bia rượu ấy, say á, uống một ly trà vô là giải rượu giải bia luôn, nó rất là khỏe người luôn. Đặc điểm của nó là ở đây em thấy thành phần là vị thuốc bắc không ạ, chị Đào? Đúng rồi, thuốc bắc chị là chính. Chị có thể cho em và khán giả mở phía bên trong cho khán giả xem không chị, coi thử kia bì. Một túi lớn như vậy bao nhiêu bì? Một túi lớn như là 10 bì. 10 bì nhỏ hả chị? 10 bì nhỏ. Wow. Này, à, ở nếu đây mà thành phần thuốc bắc không quá là đặc biệt. Có cái đặc biệt có kỹ tử là dưỡng sắc của phụ nữ. À, như em thấy có cả tim sen hả chị? Tim sen hỗ trợ cho tim mạch nè, rồi mất ngủ á. Dạ. Nó kết hợp với táo, đại táo, nghĩa là kết hợp hai cái nên là uống rồi. Chị như cái này sử dụng đồ nó dở, chị chia sẻ khán giả nói xem. Nói chung nó cũng đơn giản. Cái vấn đề này là mình nấu nước sôi, nấu sôi xong khoảng mình cho cái hỗn hợp vào ly. Nếu mà những người mà bị tiểu đường, cử đường á, thì mình không bỏ gói đường phèn vô. Mình chỉ uống trong này nó có những cái vị đã tẩm mật ong rồi. Dạ. Nó ngọt rồi, không cần bỏ đường cũng được. Uống rất là tốt cho chị như có đường phèn sẵn luôn hả? Có sẵn có đường phèn. Wow, sao rẻ dữ ta? Chị như cái này bán niêm yết ra thị trường giá rồi sao chị biết? Cái niêm yết mà giá tới thị trường là tầm 150.000. Dạ, 150 một bịch. 150.000 một bịch lớn vậy nè. Dạ. Chung là tức là 150 bịch lớn là 10 bị nhỏ bên trong ấy. Đúng rồi, 10 nhỏ bên trong. Dạ. Nên là người tiêu dùng nên khuyến cáo giảm nước ngọt lại. Dạ. Nên uống những cái trà này là tốt cho sức khỏe hàng ngày của mình. Cái này là những vị tự nhiên không á? Tự bác, nhiên. Ở đây là mình sấy khô hay là sao chị Đào, có chất gì không hay là điều tự nhiên? Cái tự nhiên luôn, mình tẩm mật ong sấy tự nhiên luôn. Dạ, tức là có mình sấy trần bì nó tốt cho sấy khô luôn, tự nhiên sấy tiệt trùng hết luôn. Dạ. Mình đã tiệt trùng hết rồi, chỉ cần về chế nước là uống thôi. Ở đây em thấy có gì đây ta? Cam thảo. Cam thảo. À. Là những cái thành phần này là mình đun sôi hay là sao chị chia sẻ? Mình nấu đó. Nước sôi rồi mình bỏ ly, mình chế vô 15 phút sau là uống được. Dạ. Còn vì những cái người mà họ uống thay nước lọc á thì bỏ vô ấm khoảng 2 lít nước. Nấu ra thiệt sôi, nấu ra hết các chất luôn á. Rồi thông vào chai bỏ tủ lạnh uống hàng ngày, hết nước lạnh luôn. Nó rất là tốt cho cả gia đình mình, sức khỏe cả nhà luôn. Dạ. Ở đây như sản phẩm đầu tiên em đập vào mắt thì người ta cứ nghĩ giống như cái loại chè dưỡng nhan á. Em gặp trên thị trường hả chị? Chị có thể phân tích nó khác và giống nhau không? Nó khác hơn trong chè dưỡng nhan chứ. Cái này là uống cho tốt sức khỏe, chè dưỡng nhan chẳng có đặc thù nó là những cái bột và những cái hoa cúc. Nó đơn giản, kỳ tử thôi, nó uống không có cái gì gọi là dưỡng nhan của nó đâu.
Đúng rồi, là nó làm hình thức rồi bán, còn cái này uống kẻ gốc và cả trong và ngoài luôn. Dạ, mà đây hình như chị dụng nhan thì em thấy trên thị trường là nó chỉ một cái gói to rồi mình hòa lại với nhau mình nấu xong mình uống một lần. Nó ra bột, có chất bột lỏng mình ăn cái dạng ăn sáng thôi chứ không phải là. Còn ở đây là nó phân thành gói nhỏ đúng không? Đúng rồi, đây phân thành gói nhỏ. Thích thì mình uống hồi nào uống. Một chị lần uống là một gói. Dạ, ở đây tức là mình sấy khô mà. Vậy cái hạn sử dụng đồ nó bao lâu rồi? Hạn sử dụng đây là thật sự hạn dùng là được 8 tháng. 8 tháng 12 tháng nhưng 12 mà thực chất là sử dụng tới 8 tháng là vừa. Mà em nghĩ gói ra thì trong vòng uống thì 1-2 tháng đã hết rồi. Thì đúng rồi, đến mức mà lâu vậy đâu. Có người họ uống tháng 12 gói á. Bữa giờ ra thị trường rồi chị thấy khách hàng đồ họ nói sao về trà mình, có phản hồi chưa chị? Cái phản hồi khách hàng là ok, cả nam và nữ luôn là rất là ok về sản phẩm của mình. Ở đây là uống rất là ngon, rất là tốt. Chắc mấy anh xây rượu đồ dai xây mát ghê làm chị đào. Mấy anh mà xây rượu, xây bia là chỉ cần một ly trà này hò ra uống là nó giải được cái thở. Quá tuyệt vời rồi. Thấy luôn trong cơ thể mình ra. Chị rau bi là em nhìn nó quá là sang trọng quá chứ. Tại vì trong này có cái vị đặc thù của nó là để trị viêm gan. Đây nếu mà xuất khẩu du lịch tỉnh khác cũng ngon này. Hiện tại là mình đã xuất khẩu qua Mỹ rồi nè. Qua Mỹ luôn. Canada vậy? Rồi nè. Vậy lúc đó chị bán giá nhiêu? Và Thái Lan rồi nè. Thì giá cái giá của nó thì cũng nhiều tầm mấy trăm đô. Một thùng vậy là nó 150 đô. 150 đô. Thùng 20 gói. Ở đây không những em thấy trà. Em thấy có cái gì ở dưới. Cái này gọi là cái chanh dây sấy dẻo, mứt chanh dây sấy dẻo. Wow, mức này nếu mà dùng Tết là ok luôn á. Dùng Tết là bình thường. Ví dụ như cái thành phẩm có mẫu ăn thử nó thanh nhiệt. Có chứ. Nó thanh nhiệt này, có nghĩa là mình ăn cảm giác mình ăn cái vấn đề cho người mình ớn, ăn một miếng mứt trên dây vô là cảm giác không ớn nữa. Đâu em có thử em. Nó rất là hay, ăn nó được giải nhiệt luôn trong cơ thể mình luôn. Dạ. Thì nó vỏ chanh á, cho nên nó sẽ giải được cái nhiệt trong cơ thể mình. Đây chắc bán Tết rồi ok không chị? Tết bình thường thì ít hơn Tết, bình thường thì khách lai rai. Còn Tết thì phải đặc thù làm nhiều, mà đi tỉnh đi đồ nữa ấy. Nó đã đi ra các tỉnh rồi, hàng mình đã đi đến các tỉnh rồi. Trên dây đấy là quy trình làm là mình sấy dẻo hay mật ong rồi hay sao chị? Quy trình làm thì mình cũng như thằng trà này quy trình nó là mình làm ra hết tất cả rồi. Mình ngâm, mình ấy rất là kỹ, xong mình tẩm đường phèn và mật ong. Mật ong xong rồi vào đâu mình bỏ như là liền mình sấy. Chị, như mọi sản phẩm ở trong đây là đều có tỉnh ủy nhà nước được kiểm định hết hả chị? Có đầy đủ hết, ô cốp rồi mã vạch, mã QR, an toàn sinh thực phẩm đầy đủ hết, tất cả đều có đầy đủ hết. Như một hũ đấy là chị bán ra thị trường bao một nhiêu? Một hũ để bán ra thị trường là 80.000, nhưng mà cái giá 80.000 một giá thị trường. Yeah. Còn hũ nhỏ, hũ lớn là 100.000, hũ đây bụng tôi nữa là 80.000. Em thấy có cái mặt hàng gì ở phía dưới cái nữa là ở dưới đây là cái nước cốt của trái chanh dây, cái ruột chanh dây á, cái hạt chanh dây, cái ruột á là mình cũng lấy cái này là có gừng và xí muội mật ong để mình rim cô đặt lại, mình làm cái nước này uống với đá. Ví dụ nếu trưa nắng nữa mình đập ly đá, mình bỏ cái múc một muỗng đây, bỏ lên cái ly cũng như nước chanh vậy đó, quậy lên. Ủa chị, trong bao bì hả? Trong là có bao bì là nó chanh dây ngâm như mật ong. Chanh dây mật ong và nó cũng có cái uống đấy, nó có tác dụng gì đó? Tác dụng cũng giải nóng, giải thanh nhiệt của cơ thể mình đó. Dạ. Rồi nóng được rồi ôi bức quá. Vậy uống cái ly mình pha mấy muỗng hay là sao? Cái muỗng canh mình á, một ly pha hai muỗng canh và cho mình cho thêm một tí sữa đặc. Còn nếu uống sữa chua thì mình cho thêm sữa chua vô là thành một ly cất đặc biệt luôn. Nóng hay uống lạnh chị nào? Uống đây đó lạnh, uống đá. Yeah, nếu mà cái hũ đấy ra thị trường chị bán giá hiện tại 60.000. 60.000 một hũ. 60.000 một hũ. Hũ này chắc sử dụng lâu hết lắm á. Một hũ đi sử dụng trong một tuần, ví dụ như trên mình á một tuần, còn ít người á, còn đông người thì còn 3 ngày à. Còn ra quán xá thì chắc một ngày cũng phải dài hũ gì vậy. Các quán cà phê đồ á. Vâng. Thì em cảm ơn chị thì đến đây cũng giao lưu, đồng thời cũng muốn quảng bá sản phẩm ở cho tỉnh Phú Yên bà con mình biết những cái sản phẩm mà nó hữu ích đến sức khỏe con người. Nhân tiện qua đây thì em cũng xin chúc cho chị Đào cùng mấy chị em ở đây thật nhiều sức khỏe và làm ăn thịnh vượng đối với sản phẩm mình được mang tới người dùng nhiều hơn nữa. Cảm ơn em, cũng mong cho sản phẩm mình đến tay người tiêu dùng nhiều hơn nữa. Yeah. Thì khi đó mình mới thành công, bây giờ cũng chưa mới khởi điểm mà mới khởi nghiệp ra. Yeah. Thì mới khởi ở nghiệp. Đây em thấy cũng có nhiều mặt hàng hả chị?
Do video ngắn thì em cũng xin bao gồm là có cả nước giặt nè, nước rửa chén nè, nó bao gồm là nhiều nè, như rổ nang đồ nè, sản phẩm và đông trùng hạ thảo. Nói chung ở đây là yến, tất cả những sản phẩm của chị em phụ nữ trong hội phụ nữ sản xuất ra.